Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với Warrior. Trước khi bắt đầu chủ đề ngày hôm nay, hãy đảm bảo bạn đã nút like, subscribe cũng như nút chuông bên cạnh để có thể nhận những video mới nhất đến từ Warrior. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là 7 cách để vượt qua nỗi sợ. Thật khó chịu khi phải đối mặt với những điều khiến bản thân sợ hãi. Sự sợ hãi, lo lắng khiến chúng ta suy nghĩ quá nhiều về những tình huống tồi tệ và khiến chúng ta không thể có bất kỳ hành động nào và chúng ta cũng không thể nào phát huy được tối đa năng lực của bản thân. Và khi điều này xảy ra, điều tốt nhất bạn nên làm đó chính là hãy buông bỏ nỗi sợ hãi. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn có thể vượt qua bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Hãy thử áp dụng và bạn sẽ có thể mở rộng được vùng an toàn của mình và thành công. Đầu tiên, lên kế hoạch. Bạn có thấy mình thường xuyên nhấn nút báo lại hay không? Hay cứ có cảm giác là bạn đang lãng phí thời gian cho một công việc mà bạn không yêu thích? Khi theo đuổi giấc mơ và lập kế hoạch cho tương lai, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy lo sợ, thất bại và trở nên do dự. Có một kế hoạch sẽ giúp bạn có thể vượt qua nỗi lo lắng này. Như có câu nói là lập kế hoạch phù hợp ngăn ngừa hiệu suất kém. Đặt ra các mục tiêu có thể đạt được sẽ đưa bạn đến gần hơn mục tiêu và luôn cam kết với kế hoạch của mình. Đừng để nỗi sợ ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của mình. Thứ hai, tâm sự với người thân hoặc bạn thân. Nếu bạn đang căng thẳng về một cuộc phỏng vấn việc làm, hãy gọi ngay cho một người bạn thân hoặc một người thân của bạn để có thể có được những lời trấn an hoặc động viên. Giọng nói và cảm giác quen thuộc từ họ sẽ giúp bạn có thể trở nên bình tĩnh và tự tin cũng như là thoải mái hơn rất nhiều. Tương tự, khi đứng trước những nỗi sợ khác mà chỉ đơn giản là tìm đến một người bạn tâm giao để được họ lắng nghe, vỗ về để có thể giảm đi nỗi căng thẳng nhanh chóng. Thứ ba, rèn luyện thật nhiều. Bạn đã từng cảm thấy run rẩy khi đứng lên nói chuyện trước nhiều người hay chưa? Trước lớp, trước trường hay trước một buổi biểu diễn hoặc thuyết trình nào đó. Hãy nhớ lại cảm giác khi bạn có một cuộc thi quan trọng, lúc bạn đối mặt với đề thi vừa được phát ra và bạn cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, đầu óc bạn trở nên trống rỗng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi và bạn có thể nghe thấy tiếng đập mạnh ở ngay lồng ngực. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua cảm giác đó và thể hiện bản thân tốt nhất? Câu trả lời chỉ có một. Trước đó, bạn phải luyện tập thật nhuần nhuyễn trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là tính theo năm. Bởi vậy, một trong những điều giúp bạn có thể vượt qua nỗi sợ đó chính là sự chuẩn bị kỹ càng, luyện tập và luyện tập nhiều hơn. Thứ tư, quan sát suy nghĩ của bạn. Mỗi khi nỗi sợ ập đến, bạn khó tránh khỏi một loạt suy nghĩ tiêu cực và điều này khiến cho bạn trở nên lo lắng và bất an hơn. Điều này là hoàn toàn bình thường với tất cả mọi người. Đừng cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận chúng và quan sát những suy nghĩ này bên trong bạn. Lúc này, bạn hãy xác định xem suy nghĩ nào đúng thực tế, suy nghĩ nào đang bị làm quá lên. Thường thì những suy nghĩ mang hướng xây dựng và tích cực sẽ là sự thật. Còn những suy nghĩ dẫn đến một viễn cảnh tồi tệ chỉ là nỗi sợ mà bạn đang tự vẽ lên mà thôi. Hãy nhận biết và chỉnh sửa lại những điều tiêu cực bên trong mình. Thứ năm, hãy ăn uống lành mạnh. Một nghiên cứu cho thấy rằng những người tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa và nhiều đường có mức độ lo lắng cao hơn những người tiêu thụ ít chất béo bão hòa và đường bột. Một chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ chất xơ, đạm, chất béo lành mạnh và mức độ vừa phải tinh bột sẽ giúp bạn có một sức khỏe tinh thần trở nên cân bằng và dễ kiểm soát lo lắng hơn. Caffeine cũng có thể làm tăng mức độ lo lắng và căng thẳng ở bạn. Nếu bạn đang uống nhiều hơn một ly cà phê đen mỗi ngày và đối mặt với sự căng thẳng và lo lắng thường trực, hãy tiêu thụ ít lại. Thứ sáu, tập thể dục. Tập thể dục có thể cải thiện được sự tập trung, giấc ngủ của bạn cũng như là làm giảm đi mức độ căng thẳng của bạn. Nghiên cứu cho thấy tập thể dục là một trong những cách hiệu quả và lành mạnh nhất để chống lại sự lo âu và trầm cảm. Hãy tìm ra một số bài vận động để cơ thể của bạn cảm thấy thoải mái. Bạn không cần phải chạy hùng hục hoặc nâng tạ như một vận động viên. Chỉ cần đi bộ 10 phút cũng có thể giúp bạn cải thiện được tâm trạng của bạn. Thứ bảy, kết nối với thiên nhiên. Kết nối với thiên nhiên là một cách khác để giúp bạn có thể cải thiện được sự lo lắng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng bất kỳ giác quan nào trong số 5 giác quan của chúng ta để cảm nhận thiên nhiên xung quanh cũng giúp bạn có thể cải thiện được tâm trạng. Bạn có thể tắm nắng mỗi ngày, đi dạo những nơi có nhiều cây xanh hoặc thậm chí chỉ cần lắng nghe âm thanh của thiên nhiên và cảm nhận được sức sống tươi mới xung quanh bạn là đủ. Và đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cho bạn về 7 cách để có thể vượt qua được nỗi sợ. Nếu bạn thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe cũng như chia sẻ video này đối với những người bạn biết là họ đang cần video này. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành video. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.